ngày 31 tháng 8, Công an huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa giải cứu thành công nhóm sinh viên đi lạc trong rừng trên địa bàn. Thông tin ban đầu, chiều tối ngày 30 tháng 8, Công an huyện Lạc Dương nhận được tin báo 5 sinh viên đến từ thành phố Hồ Chí Minh đi lạc trên đỉnh núi Lang Biang thuộc thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương. Ngay sau đó, hàng chục cán bộ chiến sĩ cùng đội cứu hộ tự quản của thị trấn Lạc Dương đã băng rừng tìm kiếm các sinh viên đi lạc. Khoảng 21 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 sinh viên trong tình trạng sức khỏe ổn định, gồm Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Minh Tú cùng sinh năm 2005, Nguyễn Trường Duy, Đỗ Quốc Đạt cùng sinh năm 2004. Vị trí được tìm thấy các sinh viên cách đỉnh núi Lang Biang khoảng 5 km, hướng về xã Đạ Nhiêm, huyện Lạc Dương. Theo nhóm sinh viên kể lại, trưa ngày 30 tháng 8, cả nhóm đi xe máy từ Đà Lạt vào Lạc Dương. Khi đến gần chân núi thì bỏ xe máy leo bộ lên núi. Khi không xác định được phương hướng, cả nhóm đã gọi điện cứu hộ